bấy giờ thiện tài thấy người nữ đó dung mạo đoan nghiêm sắc tướng viên mãn da màu vàng ròng mắt và tóc xanh biếc không dài không ngắn không thô không tế trời người cõi dục không ai sánh bằng âm thanh hay đẹp hơn các phạm thiên, tất cả chúng sinh tiếng nói khác nhau thầy đều hiểu rõ đầy đủ, thông đạt chữ nghĩa thâm sâu, luận nói khéo léo, đã được trí như huyễn vào môn phương tiện, các chuỗi báu và các đồ nghiêm sức dùng trang nghiêm thân như ý ma ni dùng làm mão báu để đội trên đầu, lại có vô lượng quyến thuộc vây quanh, đều cùng căn lành đồng một hạnh nguyện, phước đức đại tạng đầy đủ vô tận. Bây giờ từ trong thân của người nữ bà tu mật đa phóng ra quang minh rộng lớn chiếu khắp tất cả cung điện trong nhà, ai gặp được quang minh đó thì thân được mát mẻ. Bấy giờ thiện tài đi đến trước mặt người nữ bà tu mật đa, đảnh lễ, đứng chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh con trước đã phát tâm an đậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Người nữ bà Tu Mật Đa bảo rằng, thiện nam tử ta đã được giải thoát Bồ Tát tên là lìa bờ mé tham dục. Tùy sự ưa muốn của họ mà ta vì họ hiện thân, nếu người trời thấy ta thì ta làm thiên nữ hình tướng quang minh thủ thắng không ai sánh bằng. Như vậy cho đến người chẳng phải người mà thấy ta, thì ta lập tức vì họ hiện thân người chẳng phải người vì sự ưa muốn của họ đều khiến cho họ được thấy nếu có chúng sinh ý dục ràng buộc đi đến chỗ ta thì ta vì họ nói pháp họ nghe pháp rồi liền lìa tham dục đắc được ta muội cảnh giới Bồ Tát không chấp trước nếu có chúng sinh tạm thấy được ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát hoan hỷ nếu có chúng sinh tạm nói chuyện với ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội âm thanh bồ tát vô ngại nếu có chúng sinh tạm cầm tay ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát đến khắp tất cả cõi phật nếu có chúng sinh tạm lên tòa ngồi của ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát giải thoát quang minh nếu có chúng sinh tạm nhìn ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát tịch tĩnh trang nghiêm nếu có chúng sinh thấy thân ta thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát hàng phục ngoại đạo nếu có chúng sinh thấy mắt ta nháy thì liền lìa tham dục đắc được tam muội bồ tát phật cảnh giới quang minh